sáng nay chủ trì hội nghị giúp kinh nghiệm công tác huấn luyện bảo đảm an toàn bay toàn quân thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng yêu cầu quân chủng phòng không không quân cần tiếp tục thực hiện tốt khâu đột phá tập trung lãnh đạo chấn trình tổ chức biên chế quân chủng tinh gọn mạnh nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ tổng tham mưu và tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu một số nội dung cơ bản trong công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay trong quân chủng phòng không không quân hiện nay, nhằm nâng cao trình độ kỹ chiến thuật cho các thành phần bay và trình độ năng lực cho đội ngũ chỉ huy, nâng cao trình độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị không quân. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu quân chủng phòng không không quân cần tiếp tục tập trung tham mưu đề xuất kịp thời với quân ủy trung ương, Bộ quốc phòng về tác chiến phòng không không quân. Trong đó thực hiện đẩy mạnh xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp, trình độ sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao. Quân chủng cần kịp thời rút kinh nghiệm, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, sát thực tế chiến đấu. Đối với lực lượng không quân, tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu cho phi công, tổ bay trong mọi điều kiện thời tiết, ngày đêm trên đất liền, trên biển huấn luyện khoa mục phức tạp diễn tập các cấp chặt chẽ an toàn tổ chức bay thận trọng vững chắc an toàn tiếp tục lãnh đạo làm chuyển biến rõ nét chất lượng công tác xây dựng chính quy quản lý kỷ luật bảo đảm an toàn trong các hoạt động